Xin chào anh chị em đã quay trở lại với kênh Hàng Nhật VIP. Hôm nay bên em sẽ khui trực tiếp bộ 5 kiện hàng. Hàng này hàng xếp tay Nhật về nhé. Hôm nay không biết có lời cơm hay không, em sẽ khui từng kiện một nhé. Anh chị nào chưa đăng ký kênh thì anh chị có thể nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được những thông báo video mới nhất mà bên em ra. Và anh chị đừng quên nhấn like, nhấn chia sẻ video để ủng hộ kênh giúp em nhé. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Mấy kiện này chắc là máy lọc nước rồi anh chị ạ. Máy lọc nước Yung Kiềm thì đang khá là phổ biến, đang bắt đầu phổ biến ở Việt Nam rất nhiều nhé. Rất nhiều anh chị bây giờ biết đến máy lọc nước Yung Kiềm. Thì cái loại máy này thì nó sẽ tạo ra những cái độ pH khác nhau. Nó tạo ra chỉ số ORP, tức chỉ số chống oxy hóa này, tạo ra hydrogen này. Và nó tạo ra các độ pH nó phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Nên là anh chị có thể tìm hiểu kỹ về máy Yung Kiềm ở trên trên trang mạng internet này nhé. Nói chung là anh chị đã nếu biết máy là máy Yung Kiềm rồi, anh chị cố gắng tìm hiểu kỹ và mua dùng càng sớm càng tốt. Thì máy Yung Kiềm bên em này bán thì gần như là các loại máy nhé, có cả máy cũ và máy mới luôn. Máy cũ thì bên em bán tất cả, bán anh chị bên em sẽ bán đầy đủ tất cả phụ kiện, lõi lọc thô này, đổi nguồn này, van vòi khóa mở nước rồi thì lõi lọc mới luôn anh chị nhé. Anh chị mua máy lọc nước cũ thì anh chị lên thay lõi lọc mới cho nó an toàn. Đấy này, anh chị mua đâu cũng được nhưng lưu ý giúp em. Mình mua máy cũ thì mình nên thay lọc mới thì nó sẽ an toàn nhất. Rồi, chiếc máy đầu tiên là chiếc máy của hãng dòng này, dòng dòng tầm giá rẻ anh nhé, Lessional TK8030. Chiếc máy này thì 3 tập điện cực, độ pH sẽ tạo ra từ từ khoảng 4.5 cho đến 10 chấm. Có màn hình đèn LED này, có đèn báo điện phân này, có tăng cường điện phân này, có hiển thị độ pH này. Và bên em có giá hướng dẫn bằng tiếng Việt nhé. Con này sản xuất cỡ năm 2005-2006 rồi đó. 2006 gì nhá. Năm sản xuất anh chị có thể xem trên dây này, 2006 này. Nó tạo ra khoảng 5 đến 6 loại nước khác nhau. Nhà anh chị có nguồn nước có độ pH khoảng từ 7 chấm đến 7.5 là dùng được nhé. Còn nếu mà độ pH thấp quá thì anh chị phải nâng độ pH lên thì mình mới dùng được cho máy Yung Kiềm, lưu ý giúp em. Và tất cả hàng này là hàng nội địa Nhật Bản, điện 100V. Con này thì nếu anh chị mua 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 giá mà đủ bộ đủ phụ kiện luôn á, nếu máy không thì nhá, máy không thì em bán giá thợ, tức là bán giá thợ là bán cho những anh chị mà mua về kinh doanh, mua về bán lại ấy. Thì em bao test tất cả mọi thứ pH rồi bao cho anh chị bao điện bao pH luôn, thì tính anh chị nếu mà giá thợ không bảo hành 3,5. 3,5 là em bao hết rồi nhá, bao điện bao pH luôn, bao chạy luôn nhá. Còn nếu mà anh chị không bao gì thì anh chị mua thì em sẽ bán giá rẻ hơn. Thì anh nào mà anh chị nào bán mua về bán lại thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Còn anh chị mua mua về dùng á thì bên em sẽ bảo hành anh chị 1 năm. Thì con này nó sẽ giá khoảng 4 triệu. Đó là giá bảo hành anh chị 1 năm luôn. 4 triệu là chưa có phụ kiện nhé. Nếu anh chị lấy phụ kiện nữa thì nó sẽ lọc thô đổi nguồn van vòi khóa. Nó lọc mới nó sẽ khoảng tầm 3 triệu mấy 4 triệu nữa. Tức là máy này nó khoảng tầm 7,5 8 triệu. À nếu mà lọc mới này, nếu chị lấy full full hết cả phụ kiện luôn, lọc thô đổi nguồn van vòi, lõi lọc mới, lõi lọc mà cao cấp á. Nó lọc mà được 9 19 chất ấy thì con này em sẽ bán cho chị giá 8 triệu. Bài 1 năm. Trong 3 tháng đầu thì em sẽ cho chị đổi chiếc máy khác nếu mà máy có lỗi nhé. Nếu không có lỗi thì anh chị đổi mình sẽ phải bù tiền. Rồi, chiếc máy thứ hai này. Hàng bên Nhật họ gửi về thì họ đóng khá là sơ sài nhé, nhưng mà họ vận chuyển thì em nghĩ là rất ok luôn, rất ít khi bị bể vỡ với những hàng gửi bên Nhật về. Về Việt Nam mình mà đóng kiểu này là toang luôn. Rồi, cái máy này là một con máy của hãng Chimyong nhé, Chimyong 8000 này, ngon bổ rẻ nhé, giá khoảng
tầm đâu đó khoảng 10 đến 10 12 13 triệu là anh chị có sẽ có đầy đủ combo lọc thô đồi nguồn van vòi khóa lõi lọc mới. Lọc mới con này nó đã chiếm khoảng hơn 3 triệu rồi. Đó. Con chim 8.000 này là một dòng rất là ngon bổ rẻ anh chị nhé. Ngon bổ rẻ luôn, độ pH tạo ra được từ khoảng 3.0 đến 10.5. Lõi lọc là 14.000 lít. Dòng này thì sản xuất nó khoảng đâu đó từ trên dưới năm 2004. Đó chị giúp em nhé. Nhưng còn 5 tấm này mà nếu chị mua mới bên Nhật thì nó cũng phải tầm 6-70 triệu. 98.000 này thì năng suất nó hơi thấp mà màu trắng thì nó sẽ hơi bị ngả vàng nhé. Nhưng con này đúng là dòng nào đúng là cái loại ngon bùa rẻ anh chị ạ, chuẩn chất năm ngon bùa rẻ luôn. ORP cái chỉ số oxy chống oxy hóa rất là cao nhé. Và Hero cũng vậy. Nói chung là dòng này thì trên 10 triệu thì nó thật là không có con nào nó qua được cái con chim 8.000 này. Rồi cái máy tiếp theo nhé. Con chim 8.000 này anh chị muốn đẹp thì mình sơn lại thôi. Tại những năm sản xuất đó rồi mình mà tìm những con nào mà nó hàng còn mới đẹp thì khó lắm chị ạ, tại vì theo 5 tháng thì tự nó sẽ ngả màu cái nhựa đi. Nên mình muốn đẹp con đó thì mình chỉ có tháo cái vỏ mình sơn lại cho nó thành màu trắng nó đẹp thì toàn báo Nhật đi nhé. Đây con này có 98.000 luôn này. Nói chung dòng 98.000 này hiện tại ở Việt Nam mình bán rất là chạy nhé, khá là chuộng luôn. Đây 98.000 nhé, hai con 98.000 luôn. Anh chị em nào mua về bán lại cứ liên hệ với em nhé. Đây, cái vòi khóa chuyên dụng của nó này, mình gần như mình ít khi dùng đến cái vòi này. À, khi anh chị nào mà mua về dùng ấy, mà muốn có giá thợ tốt ấy, thì mình không bảo hành nhé. Em bán cho khách cho thợ mà không bảo hành thì giá gần như tương đương nhau. Còn chị muốn bảo hành thì nó sẽ thêm phí một chút. Kiện hàng tiếp theo này, nó nhìn theo hàng gói mốt đi. Đây là giấy nhé. Nếu bìa cái tông nữa đó, đây là cái túi giấy như này, túi giấy mỏng cát này, gói như này nó luôn ạ. Ở Việt Nam mình nói chung bể đấy, 100% là bể luôn. Nhưng mà ở bên Nhật thì họ vận chuyển đi như nói chị nó khá là kỹ nhé. Nên trường hợp mà bể vỡ thì nói chung ít xảy ra. Chiếc máy này là chiếc máy của hãng Sanwa nhé. Sanwa với chim thì gần như là một. Con này là Sanwa RW2. Đấy, cũng là ngon bổ rẻ đây. Con này thì giá nếu mà đầy đủ bộ hết luôn nó khoảng tầm 16 triệu. Mà giá đủ hết luôn nhé. pH tạo ra từ 3 đến 10.5. Lõi lọc 14.000 lít. Đó, chỉ số ORP và Hero khá là tốt. Con này thì nó cao cấp hơn con 8.000 một xíu nhé. Mặt điều khiển nó lớn hơn, nó có đèn báo định phân ở đây. Đó. Dòng Sano 2 mà nó cũng hơi ngả vàng nhé. Nên là mình sẽ muốn đẹp mình sẽ phải sơn lại thôi. Hôm nay đa số là những con những con hàng cũ, không có hàng xài lướt, nhưng mà nó lại loại giá tầm trung nhé, giá tầm rẻ thì khoảng đâu đó trên dưới 10 triệu là anh chị có một chiếc máy lọc nước kiềm dùng rồi. Anh chị về mình chỉ cần test độ pH tất cả mọi thứ nó chạy ok, đo chỉ số Hero với cả chỉ số ORP với cả mình đo pH thôi là nó chạy ok, là mình thay nó lọc mới và mình dùng tốt hơn rất nhiều so với anh chị mua nước lọc bên ngoài, và nó tốt hơn hẳn so với cả những cái hệ thống lọc RO nhé. RO nó lọc nó sẽ hết khoáng mất rồi. Nó hết khoáng thì mình uống thì nó sẽ có hại cho cơ thể nhé. Con này con máy thì đây mình đóng kỹ này. Con này cũng bọc bìa khá mỏng cái gì này.
con này con máy mới gì ạ? Con máy nó mới, nó bọc một lớp bìa bên ngoài đây, bên trong là cái thùng nguyên này. Con này là máy mới nguyên thùng gì nhá. Con này nó bán, nếu mà bán mới giá lúc niêm yết ban đầu ở bên Nhật nó khoảng hơn 300 ngàn này. Con trăm hơn 300 ngàn yên đấy. Tương đương với khoảng 6-70 triệu về Việt Nam đồng ở mình nhá. Con là cái máy Seo Shin này, LD125 này. Bóc ra thử nhá. Dán hai đầu nữa. Đây cuộn dây nó này, chưa sử dụng này. Đây là mấy cái van vòi khóa mở nước này. Hộp canxi để bổ sung khoáng cho nước nhé. Đây là chai nước thử và cái ly. Ly thử độ pH anh chị. Cái máy này thì đời nó hơi sâu nhá. Nhưng mà nó là máy mới chưa dụng. Để xem hướng dẫn này. Con này như là 5 tấm điện cực cái gì nhá. Cái này cái gì đây? Biết đâu nó cho mình tiền thì sao? Không, chắc mấy giấy của cái nhà xuất thôi. Đây là chiếc máy gì nhá. Độ pH là từ 3, con này từ 3 đến 10 luôn. Nó mới 100%. Rồi anh chị quan tâm con này thì nếu hôm nay anh chị nào mua em bán cho anh chị con này đầy đủ bộ luôn 17 triệu nhé. Cả lọc thô đổi nguồn van vòi khóa mở nước bảo hành 1 năm luôn. 17 triệu máy mới 100% nhé. Sẽ hướng dẫn em cho vào hết lượt này. Làm tấm điện cực mà lỗi lọc thì em cũng chưa có rõ về cái lỗi lọc thông số của máy này lắm, thì từ từ em sẽ xem thông số kỹ trên mạng em sẽ. Con này chắc nó lọc thường thường khoảng trên 10.000 lít. Đó, máy mới 100%. Rồi hôm nay thì không có con máy nào quá đặc biệt, chỉ có một con máy này máy mới thôi. Bán thì giá 17 triệu bài 1 năm luôn. Còn những con máy kia thì nó hơi vàng anh nhá. Nhưng mà giá nó khá tốt và khá chất lượng, với trong cái tầm giá đó thì nó là quá chất lượng luôn. Rồi, tổng 5 con máy nhé, anh chị đã quan tâm liên hệ với em. Bên làm bán cả giá thợ, bán cả cho người dùng. Nên anh chị nào muốn mua rẻ thì mình sẽ mua giá thợ, không bảo hành. Không bảo hành, nhưng mà anh chị nào muốn bao test pH, cả bao điện cái thứ em vẫn làm cho anh chị nhé. Còn nếu anh chị không bao điện luôn, mua gọi là mua hên xui thì có giá sẽ rẻ hơn một xíu. Rồi, xin cảm ơn chị đã theo dõi video nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại chị video sau. Xin cảm ơn rất nhiều.